Thưa quý vị, trong tuần qua thì vấn đề sửa đổi luật đất đai là một trong những nội dung được quan tâm nhất trên nghị trường Quốc hội và đó cũng là nội dung tâm điểm kinh tế ngày hôm nay. 70% các vụ khiếu kiện kéo dài ở Việt Nam liên quan tới đất đai. Trong đó những vấn đề được tranh luận nhiều nhất liên quan tới thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hay cách tính giá đất. Từ cuối năm ngoái, hoạt động lấy ý kiến góp ý cho dự thảo luật đất đai sửa đổi đã trở thành một trong những hoạt động kinh tế xã hội sôi nổi nhất với 12 triệu lượt ý kiến đóng góp. Và tới nay, những thay đổi lớn đã được đưa ra trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Thưa quý vị, trên đây là một số vấn đề mà luật đất đai hiện hành không khắc phục được. Và để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, phóng viên Truyền hình Nhân dân đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú đã tham gia chương trình của Truyền hình Nhân dân. Thưa ông, sửa đổi luật đất đai đang là nội dung quan trọng trên nghị trường Quốc hội. Theo ông, đâu là những vấn đề mà dự thảo luật đất đai cần sửa đổi so với luật hiện hành? Có 4 vấn đề chính mà tôi quan tâm. Một là vấn đề lớn nhất là vấn đề quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất. Cái thứ hai là vấn đề định giá đất. Cái thứ ba là vấn đề thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng. Và cuối cùng là vấn đề quản lý nhà nước về đất đai. Thưa ông, trong dự thảo luật đất đai lần này có bỏ đi một số phương pháp tính giá đất và bỏ luôn quy định về khung giá đất. Vì sao cần có sự thay đổi này? Thực ra thì vừa rồi trước đây nó hình thành hai giá khi mà thực hiện thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng. Tức là một cái giá mà địa phương họ định, nhưng mà cái giá đó nó lạc hậu. Có cái vùng như ở quê tôi là như thế là có 36 triệu một sào, 360 mét vuông đất, đại khái như thế. Cho nên kỳ này là bỏ cái khung giá đất vì nó quá lạc hậu, dễ bị lợi dụng và nó không phù hợp với lòng dân. Thế thì rõ ràng là phải có những cách tính giá đất làm thế nào cho nó sát và nó với từng địa phương, đồng thời nó ít lạc hậu, nó không nhanh lạc hậu, để cho mà áp dụng vào cuộc sống, vào chính sách cho nó thuận tiện và đỡ gây ra những khiếu kiện rồi thắc mắc phức tạp lên. Thì những cái đó là theo tôi là đúng rồi. Bên cạnh đó, dự thảo lần này cũng đưa ra quy định người dân bị thu hồi đất có thể được đền bù bằng đất cùng loại, tiền, đất khác mục đích sử dụng hoặc nhà ở. Ông đánh giá như thế nào về quy định này? Tôi cho cởi bỏ như thế là rất là đúng. Bởi vì người dân thì nó có quyền lựa chọn. Ví dụ áp nhà cho người ta, ví dụ nhà lại không đảm bảo chất lượng hay người ta không thích thì sao? Không thuận tiện cho việc sinh hoạt buôn bán thì sao? Hay là vân vân cho gia đình. Cái thứ hai là người ta có nhà rồi, có nhà của con cháu, người ta dùng tiền, người ta dùng cái khác. Hay là người ta lấy một cái khu đất khác để người ta tiếp tục sản xuất theo phù hợp với người ta, vân vân. Thì theo tôi phải mở thêm các điều kiện, các cái lựa chọn của người dân trong vấn đề khi thu hồi đất. Vâng, một cách tổng thể ông đánh giá thế nào về nỗ lực xử lý những vướng mắc trong vấn đề đất đai của các nhà làm luật thể hiện qua dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này? Tôi cho là nhìn chung, phải đánh giá chung là Quốc hội kỳ khóa này là có nhiều cải tiến trong vấn đề cách làm, thời gian họp, năng suất họp, rồi các chuyên đề mà rất nóng bỏng để gỡ những cái khó cho đất nước và cải thiện đời sống nhân dân. Thì trong đó có vấn đề đất đai là vấn đề cực nóng, tôi cho là cực nóng trong vấn đề trong cái bối cảnh hiện nay. Cái việc mà bàn về luật sửa đổi đất đai trong đó các luật khác thì tôi cho cái này là rất trúng và rõ ràng là sau khi lắng nghe ý kiến các địa phương, các đại biểu Quốc hội và các cử tri thì nên tập có cái tổ chuyên gia, chúng ta tập hợp lại và chúng ta sắp xếp lại để có thể hoàn chỉnh một cái bộ luật đất đai cho nó phù hợp hiến pháp, đồng thời là nó phù hợp với cuộc sống để giảm bớt những khiếu kiện. Các bạn thì biết là 70% khiếu kiện rồi chủ yếu là đất đai. Đó là con số rất lớn, đúng không? Và chúng ta phải giảm dần những chuyện đó. Cái đó nó không tốt cho xã hội. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật đất đai sửa đổi cần tạo ra một hành lang pháp lý rõ ràng, đầy đủ nhưng cũng linh hoạt và thuận tiện. Đó là kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp để có thể tháo gỡ những điểm nghẽn đang hiện hữu và đang tác động rất lớn tới đời sống kinh tế xã hội hiện nay.
Với những thay đổi lớn, mạnh mẽ, có thể thấy các nhà làm luật đang nỗ lực ở mức độ cao để có thể đáp ứng những kỳ vọng đó.